Hàng Hoa Lan mình xin chào cô chú. Và ngày hôm nay thì bên cửa hàng bên con có một số chậu giả hạt 5 cánh trắng hồng tím nha cô chú. Và hàng bên con là hàng kỳ, tất cả đều chuẩn mặt hoa 5 cánh trắng hồng tím nha cô chú. Hoa của nó cực kỳ đẹp luôn á. Giả hạt 5 cánh trắng hồng tím và nó thường cho hoa vào mùa xuân nha cô chú. Và hoa của nó là cực kỳ thơm. Và số điện thoại bên con là 0908 846 804. Địa chỉ cửa hàng nằm ở phường 4, Tuyến Chánh, thành phố Tân An, Long An. Và sau đây con sẽ giới thiệu cô chú hình cây của nó. Và đây là hàng chuẩn mặt hoa nha cô chú, được làm từ kỳ lên. Hoa cực kỳ đẹp. Và đây là chậu 5 cánh trắng hồng tím mã số 1 nha cô chú. Cái chậu này thì đang có 4 mầm nhỏ. Đây, 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè. Và một mầm lớn nha cô chú. Và nó có 1, 2, 3, 4, 5. 5 thân này đã đứng ngọn và nó chuẩn bị là bắt đầu là thân nó nù ra chút và nó sẽ tuột lá cho hoa. Và cái 5 cánh trắng hồng tím này thì thân nó bé như vậy nhau chú, thân nó không có mập. 5 cánh trắng hồng thân nó mập. Và hoa đó là cực kỳ thơm và cái mùi thơm này là cực kỳ dễ chịu nha cô chú. Nó khác với mùi thơm tất cả các loại giá hạt khác luôn á. Mùi thơm nó nghe rất là lạ và đẹp. Hoa cực kỳ đẹp luôn. Cọng đang đi ngọn dài nhất là 30 và mấy cọng ngắn ngắn là đang dài tầm khoảng 13 cm, 14 13-14 cm. Và cái thân dài nhất đã đứng ngọn á, cho con đo thử. Nó đang dài tầm khoảng 60 cm nè cô chú. Thân ngắn ngắn là khoảng 45 đó. Và giá tiền của nó là 1.400.000. Mã số là mã số 1. Đây là giả hạt 5 cánh trắng hồng tím nha cô chú. Hàng chuẩn mặt hoa 5 cánh trắng hồng tím đó. Giá của nó là 1.400.000. Mã số đầu tiên, đó là mã số 1. 1.400.000. Cây rất là mướt nha cô chú, đã ra rễ rất là tốt đó. 1.400.000, mã số là mã số 1. Tiếp tục đây là giò 5 cánh trắng hồng tím mã số tiếp theo nha cô chú. Chậu này thì nó đang có 2 mầm nhỏ và 1 mầm lớn cô chú. Đó. Cộng thêm là 3 thân này thì đã đứng ngọn rồi, chuẩn bị là tết cho hoa nha cô chú. Nó đã sưng mắt lên nè. Đó. Này thì thân sẽ nụ ra chút nữa thì thân sẽ bắt đầu là sưng mắt. Tuột lá và cho hoa. Giá của giò này là 800 nha cô chú. 5 cánh trắng hồng tím mã số là mã số 2 và giá của nó là 800.000. Cái thân dài nhất đã đứng ngọn là tầm khoảng 40 cm, thân ngắn là 30 và nó có một cái mầm đang đi ngọn là 30 cm nè cô chú. Và có hai mầm nhỏ ở gốc. Nói chung là đây là hàng thuần rồi, rễ nó ra rất là mạnh. Giá của cái giò 5 cánh trắng hồng tím này á là 800.000 nha cô chú. Mã số 2, 800. Tiếp tục đây là mã số 3. Có hai thân đã đứng ngọn cô chú và giá của nó là 650.000. Hai thân và hai mầm nha cô chú. Đó, mấy cái rễ non đã ra rất là khỏe nè. Và cái mầm này, cái mầm lớn là dài được khoảng 13-14 và cái mầm nhỏ là 10 cm. Cái thân dài nhất là đang tầm khoảng 40 cm nha cô chú, thân ngắn khoảng 30. Và giá của giò 5 cánh trắng hồng tím này là 650.000 và mã số của nó là mã số 3. 650.000 mã số 3 nha cô chú. Hai thân đã đứng ngọn chuẩn bị hoa và nó đang có hai mầm. Tại vì cái này con đang cắt nước cho nó đứng ngọn tuột lá nên cái này nó hơi thiếu nước tí. Cô chú về mình tưới nước lại nha cô chú. Mình tưới lại thì cây sẽ phát triển bình thường lại thôi. Đó. Đây là mã số tiếp theo cô chú, đang có 3 mầm rất là khỏe luôn nè. Và đang có hai thân. Hai thân này đã đứng ngọn nha cô chú. Nói chung thân ngắn ngắn thì tết ra đã cho hoa được rồi. Giá 500.000. Nó đang có 3 mầm ngắn là đang dài được khoảng 6-7 cm. Và một thân lớn là dài được khoảng 30 cm đã đứng ngọn và thân ngắn là khoảng 25 cm. Và mã số của nó là mã số 4. Mấy cái lá đang chuẩn bị tuột lá nha cô chú nên lá nó vàng vàng đó. Và giá của nó là 500.000. Giả hạt 5 cánh trắng hồng tím, mã số của nó là mã số 4. Giá của nó là 500.000. Và đây là mã số tiếp theo. Cái giò này đang có 3 thân đã đứng ngọn và nó đang chuẩn bị lên một số mầm nè cô chú. Đó. Cái này mình về cô chú mình có thể mình ghép vào một cái bảng mới hoặc là cô chú mình trồng thẳng nó xuống luôn. Mình xây nó xuống như vậy nè. Đó. Mình để cho nó thẳng đứng lên và mình lấy ti mình kẹp lên cô chú. Mã số của giò này là mã số 5 và giá tiền của nó là 500.000. Có 3 thân đã đứng ngọn và một số mầm. Tiếp tục đây là mã 6 nha cô chú, đã ra rễ rất là tốt nè. Và cái giò này đang có một mầm và một thân lớn đang đi ngọn. Xin lỗi chú, một thân lớn đã đứng ngọn nha cô chú. Một cái thân này thì đã cũng đã đứng ngọn rồi. Đó, và đang có một mầm. Cái cọng dài nhất đã đứng ngọn thì nó đang dài được tầm khoảng 55 cm nha cô chú. Và cọng ngắn là đang dài được khoảng 23 cm. Nói chung cây đã bắt đầu đứng ngọn hết rồi.
và giá của nó là 500.000, mã số của nó là mã số 6, 500.000 cô chú, 5 cánh trắng hồng tím. Tiếp tục đây là mã số 7 nè cô chú, đã đứng ngọn rồi, giờ nó đang có một mầm nữa, đã ra rễ rất là khỏe nha cô chú, nó rễ ra như giá luôn nè. Và đây là mã số 7, giá của nó là 350.000 cô chú, đây là giả hạt 5 cánh trắng hồng tím, mã số 7, 350. Một thân ngắn đang đi ngọn là dài tầm khoảng 25 cm, và cái thân dài nhất đứng ngọn là được khoảng 40 cm nha cô chú. Mã số của nó là mã số 7 và giá tiền của nó là 350.000. Đây là giả hạt 5 cánh trắng hồng tím, giá là 350.000, mã số là mã 7 nha cô chú, 350. Và đây là mã số cuối cùng nha cô chú, mã số 8. Nó đang có một thân đã đứng ngọn và một mầm đó. Nói chung là đã ra rễ rất là khỏe nha cô chú. Đây là mã cuối cùng, mã số 8, giá là 300.000. Và một thân của nó đang dài tầm khoảng 33 cm, và cái mầm thì được khoảng 3-4 cm của chú. Mã số cuối cùng, mã số 8, và giá của nó là 300.000, mã 8. Hiện tại thì con chỉ tách được 8 mã số thôi. Số thoại bên con là 0908 846 804. Địa chỉ cửa hàng nằm ở phường 4, Tuyến Chánh, thành phố Tân An, Long An. Và cửa hàng Hoa Lan của mình xin chào cô chú.